Hai, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên một cái clip về một số, nói chung là mình lên một số dòng cá cho các bạn ha các bạn. Thì cá này thì mình đã lựa sẵn hết trơn các bạn, mình lựa hết trơn toàn bộ cá để mình lên clip cho các bạn rồi. Thì hôm nay mình sẽ lên nè, gồng, ối xin lỗi các bạn, là Dumbo hóc môn, ối Dumbo bích e sọt nè các bạn, gồng đỏ ghen nè các bạn, đây là gồng đỏ hóc môn nè các bạn, mình lựa hóc môn từ trong mấy bầy này ra nè các bạn. Thì cái bầy này là cái bầy gồng hóc môn đẻ ra, thì nó còn một số hóc môn trong đây các bạn, mà dạng như cái đuôi nó không được chuẩn như mấy các bạn, mình bỏ lại bán cho các bạn luôn. Đó, cái này là Dumbo Big E, cái này cá giống mình lựa ra các bạn nè, còn này cũng Dumbo Big E luôn, nhưng mà cá dạng cá cái nó thường là thường các bạn, nó tay bơi nó không được ok mấy, mình bỏ ra mình bán cá cho rẻ cho các bạn xíu. Còn cái bộ này là cái bộ gồng đỏ ghi bông nữa các bạn, gồng đỏ ghi bông. Với cái bộ này là bộ gồng đỏ Indo các bạn, gồng đỏ này là gồng đỏ Thái nè, Thái nè bạn, Thái, còn đó là Indo. Indo mình được mấy cặp à, sẵn tiện mình qua lên quay cho các bạn xem luôn. Bây giờ mình quay từng chi tiết các dòng cá cho các bạn ha. Và trước tiên mình sẽ lên cái bộ Dumbo Big E sọt cho các bạn. Thì cái bộ này nói chung là giá nó hơi chát nha các bạn, nói chung là sọt thì giá nó hơi chát hơn mấy cái bộ thường ha. Đó, đây là mình chỉ được có một cặp nha các bạn, Dumbo Big E sọt. Giờ mình để vô cái hồ sơ thử xem nó có thấy rõ hơn không, để ngoài nó hơi mờ các bạn thông cảm nha. Đó, con trống tay bơi rất là ok luôn bạn, còn con mái nè các bạn thấy không, tai đen đậm luôn. Đó, Dumbo Big E sọt nha các bạn. Và đây là cái bộ sọt nó lên cái hồ sơ nữa các bạn, bạn thấy không, cá rất là đẹp luôn, cá này là còn tơ luôn nha các bạn, chưa có đẻ lứa nào luôn nha, tay bơi rất là khủng luôn các bạn. Con mái thì cái tai đen đậm luôn các bạn thấy không, đó bạn thấy không, tai bơi rất đã luôn. Bộ này là chỉ được có một cặp thôi nha các bạn nào cần thì liên hệ với mình ha. Giờ mình quay cái bộ Dumbo Big E thường ha, không có sọt nha các bạn. Và cái bộ này là cái bộ Dumbo Big E cá giống nha các bạn, cá này mới 2,5 tháng nha các bạn, đây là bộ Dumbo Big E giống nè. Các bạn thấy con tay to to này không, mình có để mấy con cá giống của mình vô các bạn, cái con tay to này cá giống của mình nè, với con kế bên nữa các bạn. Đó, nói chung là mình để ba con vô, dưới đây một góc, một góc đây một con nữa, trời nó hơi tối các bạn thông cảm ha. Thì cá giống này thì là 100k trên một cặp nha các bạn, Dumbo Big E 100k trên cặp các bạn. À, cá này về làm giống là rất ok luôn, cái này là nó còn lên tay bơi nữa nha các bạn, nắng quá cháo quá các bạn không thấy rõ, mình để đây cái. Đây, cảm giác nó rõ hơn. Thì cái bộ cá này các bạn về các bạn làm giống, bạn nuôi khoảng chừng nửa tháng nó lên tay bơi nữa nha các bạn, tại vì nó còn tơ các bạn nhìn thấy không rõ, các bạn thấy không, cái góc này rồi mình động tay là nó nhát các bạn, bởi mình không có chỉ được. Nói góc trái màn hình đó bạn, con bơi ra mình lên đó các bạn, nó đó, cái con đó là cá giống của mình đó các bạn, mình có để hai ba con cá giống vô đây nè, là các bạn dễ phân biệt cá nó lớn như nó sẽ như thế nào các bạn. Thì cái bộ này nó mới có 2,5 tháng các bạn, nhưng mà tay bơi rất là ok rồi, các bạn có về bạn nuôi khoảng chừng nửa tháng là nó lên tay bơi rất là khủng luôn. Còn cái này là cá giống các bạn, còn cái này là cá mình lựa ra từ trong cái bộ cá này nè. Thì cá này dạng như cũng như là cá Big E, nhưng mà dạng như cái tay bơi nó không được ok các bạn. Thì mình bán cho các bạn là cá này là 50k một cặp nha các bạn, 50k trên một cặp. Còn mấy con nào dạng như nó lên như thế này nữa các bạn thì mình không có giao cho các bạn nha, tại vì con này mà 50k là các bạn chửi chết luôn. Đây nè các bạn thấy không, hơi mờ các bạn thông cảm cho mình cái. Đây nè bạn, như con này nè, con này là chừng mình bỏ luôn các bạn, còn hai mình bán thủy sinh luôn, chứ 50k là bạn mua về các bạn thấy các bạn chửi chết luôn. Rồi để đây nó sáng hơn nhiều luôn đó, các bạn thấy không, 50k trên một cặp.
cũng là Dumbo Big E nha các bạn, nhưng mà nó không có lên tay ok như mấy con mình đã lựa ha. Như con này nãy mình nói với bạn nè, con này là không có dụ 50k nha các bạn. Con này là mình khi mình cho luôn á. Đây, 50k trên một cặp. Còn đây là cá giống. Các bạn thấy nó trên lệch một khúc luôn không các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục quay cái bộ gồng cho các bạn xem ha. Và cái bộ này là bộ gồng đổi gen nha các bạn. Thì cái bộ gen này là từ cái con giống đó, là từ cái con hóc môn bê đất nó đẻ ra nha các bạn. Mình cũng có lựa được một số con mình để cho các bạn xem rồi. Còn cái này là chỉ mình bán gen thôi. Gen thì giá nó chỉ là 30k trên một cặp nha các bạn. Đó, gồng đỏ gen Thái nha các bạn, 30k trên một cặp. Còn cái bộ này là bộ gồng đỏ ghi bông nữa các bạn. Mình để này cho nó đỡ chá nắng. Đây. Bộ này là bộ ghi bông. Ghi bông thì 60k trên một cặp nha các bạn. Đánh quá. Cái này có mấy con nó đẻ ướm nhôm nhất các bạn. Còn mấy con này nó u nu các bạn thấy không? Sắp đẻ nữa con này nè. Đây. 60k trên một cặp, gồng đỏ ghi bông nha các bạn. Và tiếp tục là cái bộ gồng đỏ Indo. Đây các bạn. Đây, nói chung là Indo này mình thích lắm nha các bạn. Mình thích cái bộ Indo hơn là cái bộ Thái các bạn. Đây. Indo này thì hiện nó là 1 2 4 con trống các bạn. 2 4 6 4 trống và 6 con mái. Là cái bộ này là mình để cho bạn 200k ha. 4 trống 6 mái là 200k. Đó. Còn nãy mình nói là cái bộ gồng gen này nè là 30k một cặp. Ghi bông nó là cũng là ghi bông là cũng thấy luôn là 60k trên một cặp mấy bạn. Và tiếp tục mình sẽ quay cái bộ hóc môn. Mình cứ đổ con ấy vô, con Dumbo các bạn. Tại nãy mình quay mình để không có chỗ để. Đây, đây là cái bộ hóc môn BDS này các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt mấy con gồng mình quay cho các bạn xem ha. Và đây là cái bộ hóc môn mình nha các bạn, hóc môn BDS trên mình nha các bạn. Thì cá này có con sai rất là ok các bạn, có con sai nó còn hơi tơ một tí xíu, nó chưa có lên đều nha các bạn. Thì cái bộ này là mình để các bạn là 150k trên một ấy rồi xin lỗi là 100k trên một cặp các bạn. Thì đợt trước thì cá nó tới 150k. Còn cá này nói chung là nó không còn ok gì mấy, vì mình để cho bạn là 100k trên một cặp. 100k anh mình, nhưng mà chỗ khác nó bán có chỗ giá nó cao hơn nha các bạn. Thì các bạn có mua thì các bạn có thể đi hỏi chỗ khác cũng được, xong rồi quay về hỏi bên lấy bên mình cũng được các bạn. Nhiều bạn cứ sợ giá cao giá thấp các bạn. Mình thì mình đã báo giá sẵn rồi, bạn đừng lo ha. Đó, cái này là 100k trên một cặp nha các bạn. Và mình xin thông báo với các bạn một số điều, như là hiện nay mình chỉ ship cho các bạn ở nói chung là trong tỉnh miền Tây ha các bạn. Tỉnh miền Tây và Sài Gòn nha các bạn, chứ mình không ship xa được ha. Tại vì hiện giờ các bạn bên GNT á, mình ship hàng đi á, cái đơn hàng của mình nó nói chung là nó bị tự nhiên cái nó mất trên hệ thống các bạn, rồi ship hàng đi cái không thấy, mình điện qua kêu bên cái đơn vị dạng kiểm tra giùm, bên đơn vị cũng không biết luôn bạn, kêu mình kiểm tra trên số tổng đài á, mà điện tổng đài thì tổng đài cái lo tìm không ra, bởi vì nói chung là cũng hơi khó khăn ha các bạn. Thì GNT á, mấy cái tỉnh dạng như ở miền Trung với miền Bắc các bạn, dưới xa xa đó, dạng như mình hút Sài Gòn các bạn, thì qua dịch á, bớt dịch một tí xíu mình sẽ ship bạn. Hiện bây giờ mình chỉ ship từ Sài Gòn về miền Tây thôi ha. Với mình ship là ship xe Phương Trang nha các bạn. GNT mình không còn ship nữa ha. GNT thì nói chung là thoáng một tí mình mới ship lại. Chứ bây giờ nói chung là cũng khó khăn. Dịch này hàng đi rất là nhiều các bạn. Bởi vì mình không có ship được. Ship đi nhiều khi cá nó chết cũng tội nghiệp đó các bạn. Đó. Và đây là cái số cá mình lên cho các bạn ha. Quên nữa, mình xíu nữa mình quên. Với mấy cái đơn mà mình còn thiếu khách đó các bạn, dạng như đợt trong dịch này nè, mình có gửi đi á, nhưng mà dạng như có nó có thất thoát các bạn. Thì qua ngày 22 nữa các bạn, mình nghe nói chung là nó cũng cho xe chạy hay sao đó. Ổn ổn mình sẽ nói chung là trả đơn cho khách nha. Tại vì hiện giờ mình không có trả được đơn đó, nói chung là hơi bị xa các bạn. Mình trả đơn thì nói chung là cái nguy cơ cá nó bị thiệt hại rất là cao luôn. Bởi vì các bạn thông cảm cho mình ha. Qua dịch mình sẽ trả đơn cho các bạn ha.
Thôi bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn nào yêu mến mình thì cho mình xin một sub, một like và một share ha. Và nhớ nhấn chuông theo dõi các clip tiếp theo của mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn ạ. Xin chào các bạn.